Xin chào mọi người, hôm nay thì Miệt thứ 11 đang có mặt tại Kinh Hạng, khu vực 2 thị trấn thứ 11. Và hiện tại thì chúng tôi đang cần bán tràm. Dạ, và đây là chủ nhân của đám tràm cần bán, bác Hai Khuôn. Bác Hai Khuôn, Kinh Hạng gì đó. Bác Hai Khuôn ở Kinh Hạng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với bác Hai Khuôn đi xem vườn tràm bác ha. Rồi chúng bây giờ mình đi. Chúng ta sẽ đi vô vườn tràm bằng giỏ, nhưng mà bây giờ giỏ này nước không? Mà phải tát nước. Lan ơi, Lan đâu rồi? Lan xuống tát nước giỏ đi. Ok, xuất sắc. Trời ơi, Lan xuất sắc quá Lan ơi. Rồi, xong. Ây da, ây da, nó dính kìa. Rồi, tiếp tục leo lên. Đi tiếp. Đây là vườn tràm của bác Hai Khuôn. Mọi người muốn liên lạc với bác Hai Khuôn để mua vườn tràm này thì mọi người có thể liên lạc theo số điện thoại mà Miệt thứ 1 để ở trên video này các bạn nha. À, bác ơi, bác có thể giới thiệu về cái vườn tràm mình được không ạ? Được chứ. Giới thiệu bằng cách nào, giá hay như thế nào? Tức là về diện tích nè. Diện tích đó là khoảng 40 công, tầm bự, tầm lớn, tầm 3 thước á. Dạ. Đấy, cho người ta hiểu. Nhiều khi bây giờ nhà nước xài tràm có 2 thước 6 3 3. Dạ. Tất nhiên là nó tầm nhỏ, còn mình bán nông dân bán là tầm đủ, tầm bự. Dạ. Tầm 3 thước. Tầm 3 thước, 40 công. Khoảng 40 công. Dạ, thì 40 công này mình có biết được số lượng tràm mình đang có hiện tại bây giờ là bao nhiêu cây không chú? Không, cái vấn đề cây thì không biết được. Dạ, như vậy là mình sẽ bán nguyên một vườn luôn. Bán kiểu như bán công đó. Bán công. Nguyên vườn. Bán nguyên vườn. Diện tích chung thì khoảng 40 công. Dạ. Bác có tính cái giá bán như thế nào không ạ? Bây giờ sao cũng có sở thể, cũng có người ta kiếm á, nhưng mà cỡ 35 triệu một công. Cái giá này là còn thương lượng được không chú? Không. Giờ giá đó là sát giá. Giá sát giá là 35 triệu một công. 35 triệu một công. Dạ. Khi mà mua hết vườn tràm thì thời gian họ được phép khai thác là trong vòng 1 tháng hay là như thế nào ạ? Không, cái vấn đề khai thác không có quy định. Không có quy định 1 tháng hay là khai thác. Dạ. Ví dụ như nhiều khi cái người mua người ta có phương tiện nhiều, người ta khai thác mau. Dạ. Còn nếu mà không có phương tiện ít, người ta khai thác 2-3 lần nữa. Dạ. Cái thời gian không có quy định. Dạ. Nhưng mà nói rõ hơn là mương kế mà luôn, mương sâu lắm. Dạ. Dễ loài. Dạ. Đi chú, hồi nào giờ chú không có làm gãy. Chú chưa có gành trồng gãy. Gặp như tụi tôi trồng gãy cái miếng đó. Không có còn cả đâu. Đang đi từ trong rừng ra, hôm nay em đi bán nguyên một vườn tràm luôn bà con. Bà con nào muốn mua thì liên hệ với cái người đẹp áo đỏ đứng phía sau kìa. Đó, quên. Áo màu gì vậy? Nguyên một bộ màu đỏ mà, bây giờ áo màu gì không biết luôn. Đó, nói chung là nàng tên là Lan Kiều Lan. Ở Kinh Hạng nha. Liên lạc với Kiều Lan mua nguyên vườn tràm giùm em đi, em có tiền em mua heo tặng cho bà con nghèo. Ở dưới rừng dưới người ta trồng 8 năm chứ gì. Dạ, tức là cái vườn tràm mình bây giờ là 11 năm là đủ đạt chuẩn để xây dựng phải không chú? Đúng đạt chuẩn xây dựng. Rất là thẳng luôn. Thẳng. Vườn này rất là thẳng. Cây to đều nè. Cây đều. Vì bây giờ đa số người ta ít xây dựng, thành thử là bán cái giá tràm nó không có cao. Dạ. Kêu không có kêu cao. Mua bán cây giả cho người ta mua. Mua là nếu trường hợp mà bán lúc này đó, tới một vài tháng nữa có thể trồng lại cái khác là được. Dạ. Hay là hoặc phá ra làm ruộng cũng vẫn được. Cái này tôi cho con đó rồi, bây giờ bán ra là để cho con nó làm ăn. Tôi già rồi đâu có còn làm ăn gì nữa.
cái thân là bệnh chết mẹ. Thế thằng ơi, tôi mẹ là sách bỏ tùm lum á, đặt tùm lum á. Khóa hiệu nổi.